Hé lộ đội hình MU đá trận mở màn Premier League 2023 đến 2024. Manchester United đã ký hợp đồng với Mason Mount từ Chelsea và huấn luyện viên Erik ten Hag chuẩn bị chào đón thêm hai bản hợp đồng lớn nữa gia nhập Old Trafford. Câu chuyện đổi chủ sở hữu của Manchester United vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, nhưng Quỷ Đỏ cần phải tiếp tục hoạt động trên thị trường chuyển nhượng mùa hè nếu không muốn bị tụt lại so với những kình địch tại Premier League như Manchester City, Arsenal, Liverpool hay Chelsea. Nhà cầm quân người Hà Lan Erik ten Hag đang bắt đầu định hình đội hình MU cho mùa giải tới. Sau khi hoàn tất thương vụ mua Mason Mount từ Chelsea với giá trị lên tới 60 triệu bảng Anh, hai bản hợp đồng nữa dự kiến sẽ đến Old Trafford vào tuần tới khi MU chuẩn bị cho sự trở lại ở đấu trường danh giá nhất châu Âu Champions League. Thủ môn của Inter Milan Andre Onana đang tiến gần đến một thỏa thuận với MU trong lúc thủ môn số 1 của đội chủ sân Old Trafford trong suốt 12 năm qua là David De Gea đã chính thức nói lời chia tay Quỷ Đỏ vì hết hợp đồng và không đạt thỏa thuận gia hạn. Tiền đạo Rasmus Højlund thuộc Atalanta cũng đang được MU theo đuổi khi cả hai câu lạc bộ đang mặc cả về mức phí chuyển nhượng cho ngôi sao 20 tuổi người Đan Mạch. Chiều ngược lại, người hâm mộ MU chắc chắn sẽ chứng kiến nhiều sự ra đi, trong đó có cả đội trưởng Harry Maguire. Tờ Mirror Football Anh đã xem xét đội hình ra sân của MU trong trận mở màn Premier League 2023 đến 2024 trên sân nhà Old Trafford trước Wolves vào ngày 14 tháng 8. Thủ môn Andre Onana, tuyển thủ người Cameroon rất muốn rời Inter Milan chuyển đến Manchester United. Và thương vụ này gần như đã hoàn tất sau khi anh có cuộc nói chuyện với những người đứng đầu MU. Một thủ môn chơi bóng tốt bằng chân như Onana là điều mà huấn luyện viên Erik ten Hag khao khát. Hậu vệ Aaron Wan-Bissaka, Rafael Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw. Thực tế là không có sự tăng cường đáng kể nào ở hàng thủ MU khi chiến lược gia người Hà Lan dường như hài lòng với bộ tứ vệ hiện tại. Với Wan-Bissaka đã chiến đấu trở lại trong mùa giải trước. Mặc dù vậy, ngày đội trưởng Harry Maguire rời Old Trafford đã không còn xa. Tiền vệ Casemiro, Bruno Fernandes, Mason Mount, đây là bộ ba tiền vệ khiến người hâm mộ MU phấn khích. Phong độ sa sút của Christian Eriksen vào cuối mùa giải 2022 đến 2023 nhiều khả năng khiến anh mất vị trí chính thức vào tay tân binh Mason Mount ở mùa tới. Trong khi đó, bộ đôi Casemiro và Bruno Fernandes là những ngôi sao không thể đụng đến ở Old Trafford. Cả hai góp công lớn giúp MU cán đích ở vị trí thứ 3 Premier League, vô địch League Cup và vào chung kết FA Cup mùa trước. Tiền đạo Anthony, Rasmus Højlund, Marcus Rashford hy vọng ký hợp đồng với Harry Kane từ Tottenham từng tăng lên đối với người hâm mộ MU nhưng đang tan biến nhanh chóng. Và giờ đây, cảm giác tiền đạo 20 tuổi của Atalanta, Rasmus Højlund sẽ lấp đầy khoảng trống đó. Tiền đạo trẻ người Đan Mạch Rasmus Højlund chưa chứng minh được khả năng ở môi trường khắc nghiệt như Premier League. Việc ký hợp đồng với anh sẽ là một canh bạc đối với huấn luyện viên Erik ten Hag, nhưng sự kết hợp giữa Højlund với Rashford và Anthony sẽ mang lại cảm giác trẻ trung, tốc độ cho hàng công của MU.